Ở đây là cơ sở dữ liệu của Misa. Thì bây giờ bốn cái biểu tượng này thì chị sẽ 1/2018 để bắt đầu nhập liệu cho cái công ty chị. Thì em sẽ bấm vào dòng thứ ba này, tạo mới dữ liệu ban đầu. Ở đây phần mềm nó sẽ thông báo ra là một cái dữ liệu, rồi sau đó mình sẽ bấm vào phần tiếp theo. Thì trong phần mềm này nó sẽ có 7 cái thông tin này chị cần phải trải qua. Thứ nhất đó là thông tin dữ liệu. Thì ở đây công ty chị em có thể đặt là thuế. Thì đây là dữ liệu về thuế, thuế 2018. Email này chị có thể đánh cũng được mà không đánh cũng được, mình có thể bỏ qua. Bấm tiếp theo. Tên công ty, tên bản quyền ở đây là sẽ là công ty Việt Hưng. Rồi, địa chỉ như thế này. Mã số thuế bỏ qua. Tiếp theo. Dòng thứ ba này, lĩnh vực hoạt động. Thực ra bên chị nó là dịch vụ, nhưng bên chị vẫn phải tính giá thành đấy. Bởi vì sao? Mình phải biết được doanh thu của mỗi hợp đồng san lấp của mình là bao nhiêu. Tương ứng với giá vốn mình bỏ vào là nhân công bao nhiêu, khấu hao bao nhiêu và dầu bao nhiêu. Công ty chị nó không phải là đơn giản là dễ đâu. Tiếp theo. Ngày bắt đầu năm 18, kể cả công ty chị thành lập nửa tháng 8 đi chăng nữa ấy, thì ngày ban đầu cũng phải là ngày mùng 1 tháng 1 2018. Và ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm cũng là mùng 1 tháng 1 2018. Chị muốn học theo thông tư 200 hay thông tư 133? Vốn điều lệ ở trên công ty chị là bao nhiêu tiền? 3 tỷ rưỡi à chị? Ba. Nên dùng theo thông tư 133. Rồi, tiếp theo. Phương pháp tính giá xuất kho thì bây giờ em cho chị dùng cái phương pháp bình quân này. Đó là phương pháp đầu tiên mà kế toán sẽ hay chọn. Tiếp theo, bên chị là làm theo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đúng không? Tiếp theo. Và cuối cùng ở đây là mình bấm thực hiện. Đây là giao diện của phần mềm Mixa chị nhá. Sau khi mà mình tạo ra cái cơ sở dữ liệu này này. Bây giờ nhá, em sẽ hướng dẫn cho chị khai báo danh mục được chưa ạ? Thì đầu tiên chị sẽ vào danh mục cho em này. Chị nhìn thấy phần đối tượng đây. Thì chị khai báo cho em các cái khách hàng và nhà cung cấp của bên chị ấy. Vào đây. Ví dụ đối tượng khách hàng nhá. Muốn biết được khách hàng thì lật cái hóa đơn của chị ra, hóa đơn bán ra ấy. Đúng không nhỉ? Ừ. Đúng rồi, xong bấm thêm đây này. Chị thấy chưa? Thì ví dụ này, như là khách hàng A chẳng hạn, đúng không? Thì em ghi đây là công ty A. Thì bây giờ chị mở cái hóa đơn đầu ra của chị ấy, chị nhìn thấy cái hóa đơn của bên chị xuất cho khách hàng nào thì khai cho em vài cái mã để mình hiểu cái cách khai ở trên phần mềm ấy về thêm mới thông tin khách hàng chị nhá. À, thứ hai chị vào phần danh mục ở đây này, vào phần đối tượng này, vào phần nhà cung cấp nha chị. Thì nhà cung cấp này thì chị là căn cứ vào đâu? Căn cứ vào tất cả các hóa đơn đầu vào của chị ạ. Thì bản thân em cũng làm kế toán nhiều năm và cũng làm dịch vụ nhiều rồi. Thì khi em nhận hóa đơn của một công ty ấy, em sẽ sắp xếp theo trình tự thời gian. Đầu ra thì em vừa sắp xếp theo trình tự thời gian, vừa sắp theo số tăng dần của hóa đơn. Cứ đúng không nào? Thế ví dụ như là quý 1 này chỉ có bao nhiêu cái hóa đơn, 10 cái hóa đơn đầu vào. Thì chị sẽ kẹp lại đây này, hóa đơn công ty A này nhá. Quý 1 này, năm 2018 này, đầu vào. Đúng không? Rồi đầu ra cũng tương tự như thế. Sau đó thì chị phân biệt được là đối với đầu vào thì liên quan đến nhà cung cấp rồi, đúng không? Thế chị bây giờ muốn khai nhà cung cấp thì chị phải mở cái tập hóa đơn đầu vào ra. Chị hiểu ý em không? Thì vào danh mục này, đối tượng này, nhà cung cấp này, bấm thêm đây. Đúng nhỉ? Thế ví dụ như đây, mình sẽ chọn là nhà cung cấp. Ví dụ như Việt Hưng bên em cung cấp dịch vụ cho chị nhá. Đúng không? Thì em sẽ ghi là Việt Hưng, công ty Việt Hưng. Địa chỉ, mã số thuế, chị hiểu ý em không? Chị làm đi. Bây giờ chị làm được không? Đúng, chị làm luôn. Chị ghi lại những nội dung em vừa hướng dẫn về cách khai báo nhà cung cấp ấy vào đâu. Đấy, chị phải ghi lại như thế, xong chị làm luôn nhá. Công trình là gì? Danh mục công trình, bấm công trình đây, nó là gì? Chính là các cái hợp đồng ấy mà chị đi săn lấp cho các khách hàng của chị đấy nhá. Thì mình sẽ tính giá thành theo công trình này. Chị hiểu chưa? Rồi, cho nên mình vào đây công trình thêm cho em. Được chưa? Có mã và tên, đánh mã thì ký hiệu, ví dụ là công trình 1 chẳng hạn, hay là công trình san lấp số 1, hay là công trình san lấp ở địa chỉ là quận 12 hay là quận nhất gì đấy, thì mình sẽ tạo mã như thế, được chưa? Xong rồi tên, tên công trình, rồi bấm cất đấy cho em. Có bao nhiêu công trình vào năm 18 này mình đã phát sinh rồi thì mình khai mã nhá. Rồi, chị làm cho em và ghi lại nội dung nhá. Rồi sau đó thì bấm cất hoặc là cất vào thêm. Sao nếu mà cất vào thêm có nghĩa là cất cái công trình cũ đi và thêm cái công trình mới. Để, có nghĩa là chị có bao nhiêu công trình thì chị khai như vậy cho em nhá. Hiểu chưa? Vâng. Rồi bây giờ này. Thực hiện bước thứ nhất cho em. Đó là
nói về vấn đề góp vốn của công ty chị ấy. Thế bên công ty chị là công ty trách nhiệm hữu hạn hay là công ty cổ phần nhỉ? Công ty cổ phần em. Công ty cổ phần đúng không ạ? Rồi nếu về công ty cổ phần, hôm nào chị em sẽ cho chị một bộ hồ sơ liên quan đến vấn đề góp vốn, để chị sẽ thiết lập ra cái hồ sơ đó, bởi vì sau này quyết toán thuế, cơ quan thuế có thể hỏi vấn đề đó của chị ấy, nếu chị liên quan đến các cái khoản vay nhá. Thế bây giờ thế này nhá, để bước đầu tiên thì chị nhìn thấy là mình sẽ vào phần nghiệp vụ này, hạch toán phản ánh nguồn vốn. Là nghiệp vụ này. Chị vào phần tổng hợp này, nhìn thấy chưa ạ? Rồi sau đó chị chọn chứng từ nghiệp vụ khác, thì phần mềm nó sẽ xuất hiện này. Đây, đây là nội dung của phần mềm. Chị ghi cho em là vốn cam kết góp. Rồi, ngày hạch toán và ngày chứng từ là ngày trên đăng ký kinh doanh. Chị mở đăng ký kinh doanh ra nhá. Sau đó click con chuột vào cái dòng diễn giải này, định khoản cho em nợ 1388 là phải thu khác. Được chưa? Có cho tài khoản nguồn vốn 411. Được chưa? Số tiền là 3 tỷ rưỡi. Rồi. Thì ở đây em giải thích một chút, 411 nó là nguồn vốn. Chắc là chị làm bên kế toán ngân hàng chị cũng hiểu, nó là nguồn vốn, có nguồn vốn là tài sản đúng không? Còn cái này nó là tài sản. Tức là đây lên mới chỉ xác định là khoản phải thu thôi. Và khoản phải thu và nguồn vốn tăng lên nhá. Đấy, cái này là nói về nguyên lý kế toán, khoản phải thu tăng lên thì đồng thời nguồn vốn của nó tăng lên một cái khoản tương ứng. Tức là có nghĩa là tài sản tăng một lượng thì nguồn vốn khác cũng phải tăng thì bảng cân đối mới cân. Được chưa? Đấy, chỗ này là thế để mình hiểu về nguyên lý, là đây là quay lại vấn đề học nguyên lý ấy, là phải giải thích kỹ cho chị những cái nội dung như thế thì khi bê vào phần mềm chị mới hiểu được. Quan trọng là cái tài khoản này chị chưa hiểu, là nguyên lý này chị cũng hiểu rồi em. À vâng, rồi. Nó xin có một cái bạn để cho nó mới ứng vậy đó. Thì vấn đề ở chỗ là chị không nắm được tài khoản nhưng chị vẫn hiểu được bản chất, bởi vì chị làm bên ngân hàng. Đúng rồi, chị hiểu bản chất, nghĩa là cứ tài khoản cứ phải có một tài khoản đối ứng như à. thì toán có một tìm một tài khoản đối ứng nào có để cho nó tương ứng để cân đối được. Đúng rồi, cho nó cân đối được. Rồi. Bước 2 này. Chị vào quỹ đây này nhá. Thu tiền. Thu tiền góp vốn đấy. Chị hiểu chưa? Mà để thu được tiền thì chị phải vào bước này, danh mục này, cơ cấu này. Thêm. Ở đây chị ghi là phòng quản lý. Ở đây em giải thích này. Về khai báo phòng ban nhá, thì chị lại vào phần danh mục này. Cơ cấu tổ chức này. Thêm này. Rồi, mã tên thì em chỉ cần khai báo hai phòng ban thôi, đó là phòng quản lý và phòng son lấp. Mã phòng quản lý thì chị ghi là viết tắt cho nó đi. Tên phòng quản lý thuộc vào công ty mà của chị này. Cấp tổ chức là phòng ban. Giờ chị làm xem nào. Phòng quản lý và phòng săn lấp. Bây giờ là cái này là phòng quản lý đúng không em? Đúng rồi. Bây giờ quay ra tạo cho em tên nhân viên vào danh mục. Thì ví dụ đây, mã nhân viên số 1, tên của chị là gì? Chị đánh vào cho em. Vâng, tức là chị là thuộc vào phòng quản lý, đúng không? Thì mình chọn là nhân viên số 1 là Huỳnh Thị Thanh Hậu chẳng hạn. Đơn vị là thuộc vào phòng quản lý thì chị chọn như thế. Sau đó chị bấm cất vào thêm đây. Chị chọn tiếp cho em nhân viên số 2. Thuộc đơn vị nào? Thuộc phòng nào? Cũng là phòng quản lý. Đúng không ạ? Rồi, cất này. Còn chỗ phần này chị chỉ cần khai cho em những nhân viên chủ chốt mà thôi. Chị nhớ chưa? Chỉ khai những nhân viên chủ chốt, ví dụ như là hay đi giao dịch ngân hàng, ký quỹ, phiếu thu phiếu chi và kho ấy, thì chị sẽ khai vào đây. Còn lương mình sẽ lập vào ngoài Excel để bê lên hạch toán phần tiền lương sau. Chị hiểu em chưa? Vậy này, bây giờ quay lại cái vấn đề góp vốn lúc nãy, thì em sẽ vào phần quỹ đây. Em làm lại đây. Thu tiền. Đối tượng thu tiền là ai? Là nhân viên số 2 đấy. Được chưa? Là giám đốc mà. Đây cái chỗ lý do này, lý do nộp này nhá, là mình chọn là thu khác. Được chưa? Nội dung thu là gì? Chị ghi cho em. Góp vốn kinh doanh. Ngày mùng 1 tháng 4 2018. Rồi. Hạch toán một nhỏ. Chị thấy chưa? Vào phiếu thu cái đương nhiên sẽ là nợ 111 nhá, tiền mặt. Tức là tiền mặt của chị tăng lên, còn 1388 này giảm đi. Chị hiểu chưa?
Rồi, cất. Nói chung là trong công ty cổ phần chị được phép góp trong vòng 3 tháng nhá. Trong 3 tháng đấy chị cứ nợ 111 có 1388 cho nó hết được cái 2 tỷ rưỡi còn lại. Có đúng không? Thì đấy là em đang ví dụ thôi, đúng không? Còn chị cứ góp đúng, còn em đã treo qua tài khoản 1388 đây. Em treo qua tài khoản 1388 là mấy tỷ? Là 3 tỷ rưỡi. Còn mỗi người góp bao nhiêu làm sao cho nó hết 1388 là được nhá. Đúng không? Ừ. Rồi. Nghĩa là bây giờ mình cứ phải bán như vậy, xong mà mình có một cục như vậy, xong rồi mình tách ra từng cây một đúng không, hay là mình cứ treo vào đó thôi? Mình phải nhập từng phiếu thu một cho từng người. Mình hạch toán thì mình hạch toán từng người, mỗi người là 1 tỷ chẳng hạn, người thì 500 triệu thì chị lại lập thêm đây này, lập một cái đối tượng khác đây, hiểu chưa? Hiệu Thanh, Huỳnh Thanh Hậu chẳng hạn, góp vào đây là 500 thì nợ 11 có 1388 500, thì tổng các lần khác cho bằng 3 tỷ rưỡi là được, được chưa? Là xong cái phần góp vốn kinh doanh nhá. Rồi bây giờ chị ngồi chị ghi lại những nội dung này nhá, chụp cho em các cái nội dung thông tin của bên chị đi, được chưa? Là mỗi một loại hóa đơn nói chung có bao nhiêu thì chụp hết đi, em nghĩ nó cũng không nhiều ấy, rồi em phân loại cho nhá. Em phân loại em sẽ hạch toán sẵn cho chị ấy. Đúng rồi, đồ vào đồ ra thôi. Ngân hàng nữa nhá, sổ phụ ngân hàng đấy, sổ phụ ngân hàng với lại giấy nộp tiền môn bài nhá, các loại giấy nộp tiền. Vâng, thế thôi chị nhở. Ừ rồi, em chào chị. Vâng.